Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có buổi ra mắt chính thức câu lạc bộ Gangwon FC trong buổi họp báo ngày 9 tháng 1 vừa qua. Một ngày ngay sau đó, tiền vệ người tiên quang cũng đã vượt qua buổi kiểm tra y tế của đội bóng Hàn Quốc để trở thành tân binh của Gangwon FC. Khi về khách sạn cho đổi với 9 đồng đội ở cùng, Xuân Trường tự tin nói bằng tiếng Anh: "Tôi cảm thấy rất ổn và muốn nhanh chóng được tham gia tập luyện cùng các đồng đội." Đến sáng ngày 11 tháng 1, Xuân Trường đã có buổi tập luyện đầu tiên cùng các đồng đội mới trong buổi tập thể lực cùng các đồng đội mới, tiền vệ trưởng thành từ hột lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal, JMG đã được nhận những lời động viên từ huấn luyện viên Choi Ji-jung. Ở buổi tập chiến thuật cùng các dạy ghen FC và buổi chiều qua, Xuân Trường đã để lại ấn tượng lớn từ các đồng đội và ban huấn luyện đội bóng khi trực tiếp ghi bàn sau tình huống đi bóng bên trái cánh trái qua người rồi dứt điểm. Bản thắng này đã đánh dấu sự ra mắt không thể hoàn hảo hơn với tiền đệ người tuyên quang sau buổi tập của Gangwon FC kết thúc, huấn luyện viên Choi Ji-hoon đã có những lời phát biểu đánh giá tích cực về tài năng và kỹ thuật của Xuân Trường. Hiện tại, những khó khăn về ngôn ngữ và văn hóa của tiền vệ người Tiên Quang đang được các đồng đội hỗ trợ tích cực. Trao đổi với giới truyền thông Hàn Quốc, sau buổi tập cùng Gangwon FC chiều qua, tiền vệ Lương Xuân Trường cho biết rất vui mừng được chào đón nồng nhiệt ở các đội bóng mới. Tôi rất vui và hài lòng trước sự chào đón nồng nhiệt của các đồng đội và huấn luyện viên Choi Ji-hoon. Thầy Cho Hân Dung cũng chỉ cho tôi về sự khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc và chỉ cho tôi cách có thể thích ứng được nhanh nhất. Những chia sẻ đó chắc chắn sẽ giúp ích cho tôi rất là nhiều. Sau khi hoàn tất các hợp đồng gia nhập Gensung FC, mới đây ban tổ chức FIFA U20 World Cup 2017 cũng đã đăng tải video tiền vệ Lương Xuân Trường gửi lời động viên tới đội tuyển U20 Việt Nam. Lương Xuân Chuyển mong rằng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục gây tiếng vang lớn ở chỗ trường thế giới. Tôi xin gửi lời chúc mừng tới đội U20 Việt Nam đã giành quyền tham dự World Cup U20 2017 tại Hàn Quốc. Tôi hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chiến thắng trong các trận đấu tại giải. Bên cạnh đó, tôi mong muốn rằng U20 Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp về một đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách trong mắt bạn bè quốc tế. Với việc đang thi đấu tại Hàn Quốc và giải U20 World Cup 2017 được tổ chức tại xứ sở Kim Chi, tiền vệ Lương Xuân Trường hoàn toàn có khả năng sắp xếp thời gian để ra sân cỏ cổ vũ cho đoàn quân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi đội tuyển U20 Việt Nam bước vào giải đấu.